đời tôi mời. Ủa, chú có đàn chiên luôn nha. À, tôi đàn bó luôn nha. Ai, anh giật đi một cúp lộn. Cái này à. Rồi, cái này nào, lại đi. Thảo mai đó. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, sẽ dịch ra nha. Rồi, bắt đầu dịch xuống nha các bạn. Hết rồi các bạn. Rồi tiếp tục. Chạy chở nhỏ lại. Đây vậy con thấy chở ăn rồi cái đậu trời. Còn nữa hả? Còn lên nữa hả? Không xe kìa. Chạy đi ngoài lên nữa hả? À. Con chiến này ha. Năm tầng các bạn, bây giờ tới năm tầng nha. Rồi tới tầng thứ 5 các bạn. Ồ bay lên trời. Tới tầng cao là nó vừa bay xuống. Rồi tầng thứ 4 rồi, tới tầng thứ 5. Cao ghê luôn á. Ha 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 ha
đi từ từ các bạn. Trời ơi, có còn nó gấp nó bay cái dèo nữa. Là vịt đẻ các bạn. Ô hồ, mấy ông tôi cũng đi lai gai rồi sướng rồi. Thoải mái mà đi ha. Rồi hết rồi. Rồi xong. Rồi xuống này bạn, nhặt ấy. Rồi xong chưa ha. Rồi các bạn cho mọi người cùng xem nha. Wow, tình cờ mình chạy xe gặp nguyên một cái bầy vịt không biết bao nhiêu ngàn, mà quá trời dài luôn. Đi trên cái đoạn đường này các bạn coi dài một khúc từ ở đây mà dài tới này luôn. Dữ dằn luôn rồi này, nó mê luôn cho các bạn. Đó, tuốt cái đằng kia luôn nha. À, từ đằng đó luôn kìa. Nói thầu luôn chưa. Nói thầu. Mấy ngàn mà nhiều quá chú. Năm. Ở dưới sông lục bình bởi giờ mình phải lùi đường trên đấy ha. Bởi vì cứng vậy vịt mình đi khó lắm luôn. Đi cái hết đẻ luôn. Bởi vậy. Để đi có đường này đi cũng êm. Ông này ổng bị yếu cái chân. Ông đó ông nồi nữa không đi bơm nổi luôn. Ông mới chạy sao á? Bởi ông bóng đi mê luôn. Yếu quá, mấy con đó là mỗi giò. Ôi.
rồi cái đít ông mập cũng đi coi xa cũng bại 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 luôn. Quá mập. Đổ ở trong hết giờ đổ. Để đá gì đâu mấy mày. Rồi tới đây ra ruộng rồi thoải mái đi rồi. Rồi hãy dịch đi một khúc lộ luôn. Mê ha. Rồi tới đây là tha hồ lội đi. Thoải mái rồi đó. Rồi tới đây ra ruộng rồi các bạn. Ra ruộng cái ông lội lóc nhóc ở dưới lừ hết trơn dưới luôn. Lừ ở dưới chân tới 5.000 mấy ha.